Chúng độc đắc 6 tỷ, cô gái bán trà sữa hé lộ cách tiêu tiền. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chị Nguyên, 27 tuổi, ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, vỡ hòa sung sướng vì chúng ba tờ vé số giải độc đắc. Đoạn clip nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác. Chị Nguyên cho hay, ba tờ vé số chúng giải độc đắc đó do đài số số kiến thiết Vĩnh Long mở thường ngày 3 tháng 5. Ngạc nhiên hơn, ba tờ vé số chúng giải ấy, chị Nguyên mua từ chị gái ruột của mình. Sau khi trừ thuế và một số chi phí liên quan, chị còn giữ lại 5 tỷ 385 triệu đồng. Chị Nguyên kể lại, khi nghe con gái la lên, ba mẹ chạy lại xem. Ba chị không tin, sợ con do nhầm đai nên dặn nhỏ tiếng xuống. Lúc xác nhận chắc chắn là chúng độc đắc, cả nhà chị ôm nhau mà khóc. Lúc đó cả nhà chỉ biết nói câu, bây giờ hết khổ rồi, hết khổ thật rồi. Cũng theo chia sẻ của người phụ nữ 27 tuổi, bản thân chị và gia đình đã trải qua một khoảng thời gian dài với nhiều biến cố chị đã gặp đồ vỡ trong hôn nhân trở thành mẹ đơn thân đang một mình nuôi con chị nguyên là con út trong gia đình có ba chị em gái hoàn cảnh nhà nào cũng đều khó khăn sức khỏe của ba mẹ chị cũng không tốt vì thế chị nguyên là người duy nhất gánh vác kinh tế gia đình cảnh nợ nần khiến gia đình chị nguyên đứng trước nguy cơ mất luôn căn nhà đang ở chủ nhân dài đầu đắc nói thêm chị dự định mua đất xây nhà chuyên tâm làm ăn và sẽ tiếp tục gắn bó với công việc kinh doanh trà sữa Ngày đầu tiên bán lại sau hôm trúng số, chỉ còn miễn phí 500 ly trà trái cây và 30 lít trà sữa mời khách hàng.